phát nhu yếu phẩm sinh hoạt cho hộ nghèo, miễn giảm giá thuê nhà cho hộ khó khăn, những suất ăn từ thiện hỗ trợ những người yếu thế. Đã có những câu chuyện được lan truyền trong xã hội về những hành động đẹp trong những ngày qua. Không thể kể ra hết những việc làm tình nghĩa, những tấm lòng thơm thảo đã giúp lan tỏa bao điều tốt đẹp. Một lần nữa trong khó khăn thì tình đồng bào, ý thức công dân của mỗi người Việt Nam yêu nước lại bừng sáng. Trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng phát huy vai trò của mình qua phát động phong trào tương thân tương ái trong xã hội, qua đó chung tay cùng chính phủ phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Gia đình bà Lệ là một trong số những hộ nghèo ở xã. Chồng bà bị tàn tật đã nhiều năm nay, cả nhà mưu sinh bằng nghề làm nón. Nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh những ngày qua, nón làm ra không có nơi tiêu thụ. Cuộc sống vốn đã khó, giờ càng khó khăn hơn. Được hỗ trợ 20kg gạo, thùng mì, sữa hộp là nhu yếu phẩm cần thiết, giúp cho gia đình bà vượt qua khó khăn trong thời gian dịch COVID-19, động viên và tạo điều kiện để gia đình ổn định cuộc sống. Gia đình nhà tôi thì hoàn cảnh không làm được, khó khăn. Nhà tôi thì tàn tật, khó khăn làm, không làm được. Thế cho nên bây giờ thì lại COVID lúc thì đàng hoàng. Thế thì ở trên các bác là quan tâm đến cho gạo, cho các thứ mì tôm. Thế thì tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước và các mặt trận ở xã. Gia đình bà Lệ chỉ là một trong số 785 hộ nghèo của huyện Thanh Oai được hỗ trợ gạo đợt này. Chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch để vận động mỗi một cán bộ công chức một ngày lương và các nhà hảo tâm nữa, thì chúng tôi dự kiến là cái số tiền được vận động được thì nó cũng góp một cái phần rất là quan trọng để thực hiện tốt cùng với các cấp chính quyền để hỗ trợ các an sinh xã hội cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và cũng hỗ trợ thêm một cái nguồn cho các đối tượng là ở tuyến đầu dập dịch, ví dụ như là hỗ trợ thêm một số cái trang thiết bị y tế như là khẩu trang y tế rồi các cái tấm chắn ấy, cho các cán bộ y tế nữa. Hiện nay thì các thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đang làm rất là tốt. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội đã vào cuộc một cách quyết liệt. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân bằng tiền và hiện vật trị giá khoảng trên 27 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo và tăng cường các hoạt động để hỗ trợ các đối tượng nghèo và khó khăn trong xã hội để đảm bảo là không ai bị bỏ lại phía sau theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Thế và một trong những cái nguyên tắc là coi trọng và đặt sức khỏe lên trên hết. Cho nên chúng tôi cũng sẽ tiếp tục huy động các lực lượng trong xã hội, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để tiếp tục đóng góp và ủng hộ, chăm lo thiết thực đến người nghèo và những người còn khó khăn. Và trong giai đoạn này thì ngoài những cái hộ nghèo thì chúng tôi cũng quan tâm là những người lao động phi chính thức và công nhân lao động, những người lao động trực tiếp mà không có việc làm trong giai đoạn này hoặc là hậu Covid thì chúng tôi sẽ có những cái hình thức quan tâm một cách thiết thực nhất và quan trọng nhất vẫn là huy động cả xã hội chăm lo để giúp đỡ cho người nghèo và người khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ nguồn ủng hộ từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trích 2 tỷ đồng tiền mặt, chuyển trực tiếp nhiều hàng hóa, thực phẩm, cấp phát miễn phí vật tư y tế và nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi tại nhiều đơn vị quận, huyện, nhân dân các khu vực cách ly, phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.